MU méo mặt, Arsenal đụng Frankfurt. Các bảng đấu Europa League 2019 trên 20 chính thức lộ diện sau kết quả bốc thăm vào chiều tối ngày 30 tháng 8 tại Monaco. là thăm đưa đẩy MU rơi vào một lịch trình gian nan khi chung bảng eo với Astana, Partizan Belgrade, AZ Antma. Điều đó có nghĩa thầy trò John phải tốn không ít thời gian cho những chuyến đi đến Kazakhstan và Serbia. Chỉ có đến làm khách AZ Antma, Hà Lan, là đỡ vất vả. Cụ thể hơn. MU phải di chuyển đoạn đường gần 10.000 km khi đi đấu Astana, cho cả đi lẫn về, trong khi tới Belgrade cũng muốn hơn 3.000 km. Trước đây, quỷ đỏ chưa từng thi đấu ở Kazakhstan, trong khi đó, Arsenal có những chuyến đi ngắn hơn. Đến Đức, Bỉ và Bồ Đào Nhà, pháo thủ cùng bằng ép với Eintracht Frankfurt, Standard League, Victoria, Arsenal thua Chelsea ở trận chung kết Europa League vừa qua, hy vọng có thể tiến xa hơn và điền tên trở lại cúp C1 sau 3 mùa vắng bóng. Một số kết quả khác. Sen tích chạm trán Clu, đội đã loại họ ở vòng bảng Champions League vừa qua cũng như gặp Lazio, còn Roma đấu Borussia Monchengladbach bảng G, gục chung bảng Braga ở bảng K.